là cực kỳ quan trọng. Thật ra thì chị học mà chị không có nói cho lại đàng hoàng, mà khi mà mình hướng dẫn người ta mà không đúng thì cũng là phạm tội nha. Này đúng rồi, này nó chèn cuộc sống em. Dạ, nó nhức nguyên cái cả này luôn, đi không có được luôn. Đó, là nhức cái chuyện này rồi. Nhức cái chuyện nào? Dạ. Nhức chuyện phải. Phải. Coi mọi người thấy không? Ba này là hậu quả của cái điều trị bằng thuốc tây. Rồi cứ uống ba cái thuốc tây vô, rồi cái bụng bả càng ngày bự, mặt càng ngày càng xinh. Là mổ thôi. Mà mổ của bà là khó lắm nha, tại vì cái năm rồi là mổ đó thầy, mà đi mổ rồi cái em vô chưa đi học nữa mà em làm cái chỉ hết đau vậy về luôn, không có được mà không đứng được luôn. Trời ơi, tôi muốn chết vậy đó. Cái bắt đầu sao mà nó xuống nó nói là lúc đó em chưa học á, bà cho chồng của nó là bị đi không được 4-5 năm rồi. Mà giờ em coi trên mạng, em bắt trước em làm sao mà vợ chồng em mới đi được. Cái đâu gì năm ngậu xuống đây em làm cho. Cái bắt đầu tôi nó làm cho tôi cái tôi ngồi được, bây giờ tôi ngồi luôn. Tôi nói trời ánh sáng ơi, ánh sáng mà tôi ngồi được mừng quá. Mọi người ủng hộ cái chị thầy chữa trên học trên mạng cái này. Chỉ có học trên mạng thôi, học lóm của thầy trên mạng thôi. Chị có tay vậy là thứ bảy này phải đi học nha. Dạ, thứ bảy dừng đi, thứ bảy dừng đi học nha. Mà sao mà đứng nghe mà đi được, bỏ mỏ khỏi mổ luôn á. Rồi năm trước. Thế là ngày mai là sắp xếp lịch mổ rồi. Dạ, là năm rồi á, đúng năm rồi đó. Rồi. Ngày mai là bà đeo bằng mẫu đóng 100 triệu rồi đó. Bằng mẫu bà đi về. Bây giờ rút lại 100 triệu luôn. Bây giờ ủng hộ. Lấy lại 100 triệu. Tức là những người này là dùng corticoid rất nhiều. Và làm phải cẩn thận vì phải rất là dễ gãy hết xương. Đó đúng rồi. Cái tay bà này bà vỡ mạch máu vỡ hết. Rồi uống thuốc giảm đau rất là nguy hiểm. Rồi giữ chặt nha. Rồi bước. Những đội đăng tin. Nè, bạn này 1 triệu đồng, thấy vậy nha. Thấy không? Bấm ba nhất là tỉnh queo. Thấy chưa? Không còn cảm xúc. Về quá không còn. Rồi bước đi. Rồi bước đi. Bấm tét không? Rồi hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.